Ông Tony. Bánh bằng cá nè. Agora cota para ele comer. Ele come assim crua? Sim. Você come a manizoca crua? Então... Dạ, tá bom. Assim, dạ. Tony chào mọi người đi. Quay lại đây cơ mà, Tony. Aki. Chào mọi người ở đây cơ mà. Cháu tên là gì nào? Cháu tên là Tony. Tony bao nhiêu tuổi rồi? 34 tuổi rồi. Cháu bao nhiêu tuổi? Cháu 34. Phan là cháu 6 tuổi. 6 tuổi. Cháu 6 tuổi. 6 tuổi. Hiện tại Quyết với Tony đang đi quanh quanh ở trong vườn đậu, vườn ngô để xem lại xem là đậu nó có phát triển ok không. Đó, ở chỗ này là chúng ta trồng ngô xen kẽ đậu mà. Thì Tony đang rảnh việc quá mà cho đi hái ngọn đỗ. Xem cái nào dài dài hái nó đi. Đây là cái đỗ đen. Mọi người trong cái tivi của Tony rất là đẹp. Chuyên gia Tony là chuyên gia tôn tivi của gia đình. Cú đa đủ đấy. Nào. Đa kì. Chỗ đỗ này nó lên khá là tốt. Đỗ lên khá tốt. Lên nhanh. Muy tu. Leva. Nào, va ra cozinha a noite. A janta. Yeah? Cozinha aqui. Cozinha aqui. Para janta, Tony come, já? Hã? Rồi, còn bên kia là các bạn đi đang tiếp tục dọn nốt cái đất khai hoang cuối cùng mà chúng ta chưa làm xong. Các bạn đi vẫn chưa làm xong mọi người ạ, bởi vì là bên đây nó nhiều cái gốc ấy quá, nó nhiều cái gốc cây to quá nên là các bạn ấy cuốc khá là lâu đấy, khá là lâu. Bây giờ các bạn mới chuẩn bị xong đây này, giờ mới chuẩn bị xong cái đất này nhé. Cansado hoje? Antonio đang bắt đầu, bạn ấy sẽ lên luống. Hôm nay chúng ta sẽ trồng tiếp vào đây củ đậu mọi người ạ. Quyết tiếp tục đã có hạt củ đậu rồi, sẽ tiếp tục cung cấp cho các bạn đi để các bạn đi tiếp tục trồng ra đây để có thu nhập, bởi vì là khả năng củ đậu nó sẽ lên được mùa khô rất là tốt. Xin dê tapaduba buraku đi, tapabura ku đi. Dê cansado hả dê? Muito cansado. Dormi muito cansado. Tony, continua đi nha. Tony, continua. E baixinho, tem cansado? Cansado. Também cansado? Aqui. Các bạn phải đào ở đây quá là nhiều gốc mà. Quá là nhiều gốc cây. Bây giờ mới xong đây này. Có một tí đất chỗ này thôi nhưng mà nhiều gốc cây quá. Chúng ta muốn trồng cấy vào tốt đẹp thì phải ấy thôi, phải tranh thủ dọn thôi, tranh thủ có các bạn ở đây thì là dọn gốc cây đi là tốt nhất, vì sau này mà không còn ai ở với gia đình bạn để làm nữa thì khả năng là hơi khó khăn. Đó, Antonio đang lên luống để chúng ta trồng củ đậu nhá. Đợt này chúng ta sẽ lên luống như luống khoai mọi người, nên như luống khoai luôn. Bây giờ là bạn dê sẽ lấp hết các cái lỗ này. Bạn sẽ lấp hết các cái lỗ mà cuốc gốc cây lên. Còn Antonio sẽ lên gốc, lên luống. Bạn Basinho sẽ cuốc đào lên những cái gốc cây còn lại.
mỗi cái gốc cây nó to như thế này cơ mà, nhìn ở trên thì rất là bé nhưng mà ở dưới thì rất là to. Đấy, trông như thế kia. Ok. Abelia. Frungu. Eh? Mostra. Mostra. Essa já pode tirar já. Não é bicho, tá me apertando, tá saindo nada. Só tá pica dentro. Já tem que puxar dentro. Pode já tirar, já? Ông có cái mụn ông cọ vào trong áo. Cái khu này là khu khai hoang ra trồng củ đậu, bây giờ là cũng nhiều không kém gì cái lần chúng ta trồng đầu tiên đâu nhé cả nhà. Sẽ nhiều đấy, chỗ này sẽ nhiều củ đậu đấy. Và bây giờ là chúng ta sẽ triển khai làm trồng theo kiểu khác chứ không như kiểu cũ. Chúng ta sẽ lên luống như luống khoai để trồng vào hai bên luống cho củ nó to. Lần trước trồng thì những cái củ nào ở giữa luống củ rất là bé. Bây giờ thì chúng ta sẽ thay đổi cách làm. Đây, Tony Tony đi vào xách cái củ đậu ra đây. Tony mostra e sassimenti. Đó. Đây là ui dồi, nà. Đó, đây, giống củ đậu rất là nhiều mọi người nha. Đóng gói bởi công ty sản xuất Phú Điền. Đó. Rất là nhiều. Đây bữa trước chia cho Tony phong một ít rồi nhưng bây giờ còn rất là nhiều. Ở chỗ này chúng ta trồng thoải mái luôn, cái khu vực chỗ này luôn. Rất là nhiều luôn. Nó phải là gì? Nó sao hả Tony? Nó xong à. Tony pha la đi. Tony pha la mà coi giả đi. Pha la. Pha la mà coi giả là kỳ đen trù đi. Pha la nu video đi. Tony. Tony Dottori. Bạn ấy cuốc ở dưới rất là sâu, rất là mạnh ở dưới để cho nó xốp cái đất ở dưới lên. Chúng ta làm luống thấp thôi chứ không làm luống cao. Bởi vì là bây giờ mùa mưa chuẩn bị hết rồi. Làm luống thấp như thế này để cho nó giữ được nước. Đất ở đây thì mọi người trông nó rất là xốp và rất nhiều mùn luôn. Cho nên là chẳng cần phải cho thêm cái gì. Đây trồng ở đây thì toàn có mùn là mùn lên này. Rễ cây cái thứ này mùn hết. Lá cây. Hy vọng là lần này trồng ở đây củ đậu rất là to đây. Không những mà có mùn tốt mà ở đây là còn có cả thêm phân giò cái thứ này. Mọi người trồng cái đống giò này các bạn khá là sâu đây này. Xám xám này, chỗ dê đang nấp đây này. Chỗ phần đất bên này nè, chỗ phần đất của số bà này mọi người. Đó. Bây giờ là giáp danh hết là đất của nhà bạn đi là sạch đẹp hết rồi. Mọi người nhìn thẳng tuột lên trên kia này, lên chuồng dê kìa. Lên chuồng dê xong tí trên xa trên kia, phía sau kia là chuồng gà. Chúng ta không làm chuồng gà ở phía sát chuồng dê bởi vì là nuôi gà nó còn hôi hơn cả là nuôi dê mọi người. Thế xong rồi nhà số bà thì lại xây ngay ở cái chỗ mà lần đầu tiên chúng ta dự định để làm chuồng gà ấy. Thế bây giờ là ông xây nhà đấy rồi chẳng nhẽ chúng ta lại xây chuồng gà đấy để hôi vào nhà ông ấy. Trước khuyên ông ấy xây xa ra một tí nhưng mà ông không xây, ông cứ thích xây ở đấy. Thôi nhưng mà bây giờ là cũng vì cái sức khỏe của cộng đồng thì ông xây nhà đấy rồi thì chúng ta không xây chuồng gà nên cho nên là chúng ta tiện ở trên kia có cái nhà rồi chúng ta xây luôn ở phía trên đấy. Chứ đáng nhẽ ra là xây chuồng gà ở phía dưới này là lúc đầu khi mà quy hoạch cái nhà của Antonio này chúng ta đã tính là xây chuồng gà ngay ở phía dưới này rồi đấy. Nhưng mà đến khi mà ông quyết định xây nhà đấy thì thôi chúng ta lại chuyển đi không xây ở đấy, không làm chuồng gà đấy bởi vì nó sẽ hôi hám quá sang bên nhà ông ấy. Anh thành cái tuberculosis đấy. Có con dê ở trên kia nó đang bị ho. Mà ông dê này thì ông bảo là đưa con dê đấy đi bệnh viện lao để khám. Ai cái lì dê tosi mui tu esa dê manda kè consulta em tao anh nói thì đôi dê vai là dạ.
Não, essa Zé, né? Vai aquele Zé. Vai consultar. Não é? Mas sim, nhỉ? Ở chỗ này thì bạn Dê bạn đang tập nên luống. Thế nhưng mà bạn ấy làm chưa được theo như ý của mình với Antonio. Thế tí nữa thì để cho Antonio lại qua đây để chỉnh. Cứ để cho bạn đi cuốc thì cho đất nó xốp, nó tơi. Nói chung là một người làm đi xong một người làm lại cũng được. Bởi vì là để cho bạn học tập luôn. Thế nhưng bản thân mình ở nhà ngày trước đi học ở trường đại học cũng thế. Cũng phải có điều kiện để học, để thực tập thì mới làm được. Nói chung là cứ đứng nhìn, chỉ nhìn người khác làm thì đến lúc động tay vào làm không làm được. Phải làm tới xong rồi có người lắng. Đấy, bây giờ Antonio đến để chỉnh lại nhé. Bởi vì là chúng ta không làm cái mép luống nó quá thưa, nó sẽ tốn diện tích đất quá. Chúng ta làm mục đích để cho nó con luống và để cho cái củ đậu nó to được. Đất khá là tơi, rất là nhiều mùn luôn. Ở bên này thì bạn Maxi nhà ta thì rất là chăm chỉ. Không ai mời bạn ấy đến để chặt mấy cái cây củi, cây gỗ này. Nhưng mà bạn ấy rất là chăm chỉ, bạn ra bạn chặt. Ông Tony thì ngồi cổ vũ. Bây giờ là Antonio đang hướng dẫn cho bạn này, bà Sĩ Nhù làm nhé. Thế là bạn ấy sẽ hướng dẫn cho từng bạn một. Chúng ta sẽ làm nó chắc có vẻ là nó sẽ hơi lâu lâu đấy. Bởi vì là chủ yếu là Antonio sẽ hướng dẫn cho các bạn ấy mà. Đấy, được gần 3 luống khá là đẹp rồi đấy. Ba ông ba cái cuốc, nhưng mà làm lâu bởi vì là chủ yếu là Antonio làm và hướng dẫn cho các bạn thôi, nắn chỉnh lại. À, Maxi nha. Dạ, Maxi. Và pergunta đi. Pergunta pai be ze ta terbanya como? Ze ta trabaja. Pim pim macaradeli. Ya baño está muy rico. Está muy duro, mamá. Cansado. Pega bem ma camara. Đấy, Tony, Maxi đang đi phỏng vấn đấy. Maxi đang đi phỏng vấn nè, Dê. Dạ, ok, vanyaki. Pergunta Dê, baixinho. Baixinho. Pergunta baixinho đi. Dê tô.
Maxi pergunta. Oi. Tá cansado? Mano, só falta Barça, mano, pra balançar uma coluna. Falta Barça, mano, pra balançar uma aqui a coluna. E não tá tem. Tudo colando sim, copau. Andando sim. Não tem. É, não tem. Tá duro? Assim. Assim, toda hora. É, assim, aqui. Ficar com a enxola. Grande. Grande, grande, olha. Grande. Ficar assim, Barça. Já, vem aqui e pergunta a Tonini. Pergunta a Tonini. Grava a cara, Tony. Não, Tony, fala ali. Tony, fala ali. Não. Não, por quê? Não. Que coisa? Perguntei o tipo da Unitel para tirar. Vamos cavar com o Dau, né, Tony? Tony, Tony, đang rủ mình đi đào của Dau đây. Đi, đi, vamos. Có... Vem cavar. Vamos, vamos. Aqui. Có mấy củ đậu, cây củ đậu để giống mà ông Tony bị bố mẹ cấm lâu nay rồi, chưa được ăn. Bây giờ là tranh thủ bác sĩ ở đây, rủ bác sĩ đi đào củ đậu đây. Ông Maxi nữa. Tony Aki này, Aki, 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 Aki tranh củ đậu kìa. Ali, 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 Aki, nào em Aki, Tira, Kapa, em Aki. Cá ba kì. Dạ. Ông sướng. Má xin lại bác sĩ rồi. Ôi dồi to thế. Dạ, xe ga ra. Uma. Ừ, Uma sô. Aki tên Uma này. Cuida đu cái ma cun đi. Dạ. Ma cun đi. Chỉ là lao ủ kê. Bố mẹ giữ mãi. Cùng katana tay katana thì tả Tony. Nâng, nâng. Ôi, cuida đu, Maxi. A xin kể vai entro. Tony, chỉ là tay mà. Ui dồi. Cuida đu. Các ông máu chiến quá, thế cắt người mình đồn đâu. À hắn, ta là. Ta là. Tony. Ui dồi. Ui dồi. Ui dồi. Tony đạt được hai phát của hai củ tao á. Dạ, xe gà nhá. Nói chung là chỉ có khi mà bác sĩ ở dưới này là các vị thích ăn cái gì là được, là có ngay. Chứ còn nếu như mà cứ bảo bố mẹ đào cho là bố mẹ mắng cho đấy. Tại vì giữ mãi không được mà. Mình cứ ở dưới này là tranh thủ thì đào. Hôm nay có hai vị khách thì, anh em chú bác gì đấy, đào đi để cho chú xem. Rồi, ta xem là hai cậu bạn này, các bạn ấy ăn thì cảm giác của đậu như thế nào nhé. Ông Tony. Bánh branca nè. Agora cota para ele comer. Ele come assim crua? Sim. Você come a manizoca crua? Uhum. Então, essa é porque você não come a crua. Essa é mais boa do que manizoca. É doce. Bem doce. Tô aí, traz um. Caiu. Pega. Pega. Já, agora come. Vai gostar. Yeah. Doce. Doce mesmo, doce. Agora você gosta dessa ou manizoka? Hã? Fala. Gosto as duas. Gosta duas? Essa mais do que manizoka. Eu não me meto daqui, vamos provar. Ui, nai, rơi kia. Não faz mal, essa mesmo, vamos provar. Tem na lavra. Você também já prova? Já. Essa. Ainda, nunca. Doce. Como? É. Como com que manizoka? E ela é muito, gostoso, muito ou não? Fofinha. É boa. Đấy, các bạn ăn là các bạn thấy thích đấy. Ông Tony lại chơi một cái củ to giống như mẹ. À, Tony. Tony này, aquí ainda tem này. Trazer para que Zé, já? Essa tem. Anh đi vai comer mais. Fez aonde? Fez aonde tá? Đấy, Tony cũng biết veneno đấy.
Tony cũng biết là cái hạt của nó là độc. Đấy, may mà có Tony với Maxi mà các ông làm các ông được miếng hay là các ông ấy, cứ tiết kiệm các ông không đào đâu. Cứ để hạt giống mà. Đấy, tức là đào lên là mỗi ông chia nhau được một miếng ấy, thích đấy. Rồi là không có mình ở đây là coi như là không ông nào muốn đào luôn đấy, cứ muốn giữ để làm hạt giống. Que? Como? Cuidado. Como? Além de vender, também não pode faltar aqui para nós. Por que não pode faltar? Se faltar, vamos sentir muita saudade, muita. O dia que vai ter, vamos comer tudo. Đấy, mọi người thấy Antonio nói gì chưa? À, nếu mà có bán thì cũng không thể để ở đây bán hết được, vẫn phải để ví dụ như này, lúc nào thèm để ăn. Thế là các bạn ấy rất là thích rồi đấy, gia đình bạn rất là thích. Dần dần sẽ có rất nhiều người thích củ đậu và khả năng cao là sẽ rất là phổ biến củ đậu ở đây cho mà xem. Đấy, bây giờ là tiếp theo là chúng ta trồng một hàng củ đậu, rất là nhiều củ đậu đây rồi. Các bạn lên luống đây trông rất là đẹp rồi đây này. À, cái luống này chúng ta lên là không được không cao đâu, mọi người trông so với cái đất cũ kìa, so với cái đất cũ này nó cũng là bằng nhau thôi. Agora. Agora. Tá fica mais ou menos. Agora já gosta um pouco, né? É. Primeiro dia que você tem medo, né? Tipo, gravo, me dá. Bacinho bảo là ngày đầu bạn ăn thì bạn ấy cảm giác là bạn muốn nôn, buồn nôn. Thế nhưng mà bây giờ thì bạn ăn quen rồi, bạn đang thích dần rồi đấy. Kiểu cảm giác như lần đầu ăn, cảm giác sợ hãi cho nên là buồn nôn thôi. Nhưng mà thực ra thì nó vẫn là ngon mà. Đấy, bây giờ là các bạn làm được một nửa rồi. Hôm nay khả năng là chúng ta chỉ làm được đến công đoạn là trồng bỏ hạt vào thôi. Còn ngày mai các bạn ấy táp cỏ và đậy lên trên thì chắc là để ngày mai các bạn sẽ làm sau. Hôm nay chúng ta chỉ làm đến đấy thôi bởi vì là không đủ thời gian, cũng muộn rồi. Nhìn mặt trời như thế này thôi nhưng mà cũng đã muộn lắm rồi. Mình một lúc nữa là mình cũng phải đi về thôi. Thế là các bạn ấy đã hoàn thành xong các cái luống để chúng ta trồng củ đậu ra. Mình sẽ review một loạt cho mọi người xem các cái luống. Đó. Rất là đều, rất là thẳng, rất là đẹp. Khá là nhiều. Ta sẽ đếm xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Chỗ này chúng ta tính, nếu như tính các luống dài thì tính vào khoảng 20 luống nhé. Tính vào khoảng 20 luống, gộp lại thành luống dài đấy. Chỗ này khá là nhiều, hy vọng là sau này sẽ thu hoạch được cả hơn một tạ đấy. Lần trước là chúng ta thu hoạch cũng khá là nhiều. Bây giờ là trồng chỗ này cái diện tích cũng tương đối đấy, cũng ngang ngửa với lần trước. Nhưng mà chúng ta trồng theo kiểu mới hơn một chút thì khả năng là hy vọng thu hoạch nó sẽ cao hơn nhé. Bây giờ là đợi các bạn làm xong đất rồi mình đợi cho Antonio sẽ hướng dẫn cho các bạn ấy trồng củ đậu ra. Xong là cái phần sau đó để các bạn đi ngày mai các bạn ấy tiếp tục là đi cắt cỏ xong là đắp lên trên này thôi. Đợi các bạn làm luống xong rồi chúng ta sẽ tiếp theo làm tiếp những cái việc khác nhé. Bánh bonito. Tipo máquina. Essa canh pha rẻ. Essa canh pha rẻ. Hả? Eu pha rẻ nế. Essa você pha rẻ đấy. Depois você que tudo pha rẻ assim. Chính các bạn làm xong mà các bạn còn khen đẹp đấy. Để khen đẹp thế này nhưng mà sau này trên nương trên dãy của mình là có làm không thì chưa biết được. Bởi vì là hôm nay là ông nào ông ấy làm nghe có vẻ là cũng khá là nhiều rồi đấy. Làm khá là mệt đấy. Ở đây ba ông làm việc với nhau mà xong là đứng nhìn lại cái chỗ này. Thế xong là đứng tâm tác khen với nhau mà giống như kiểu là đan ấy. Rồi ơi. Đúng là hai ông này ông lần đầu tiên ông được chứng kiến cái cách làm việc như thế này là ông quay lại nhìn cái thành quả của mình ông vui, sướng. Bây giờ luống chúng ta đã lên luống xong hết rồi. Chúng ta sẽ để xem là Antonio còn nhớ cách trồng hay không. Và bạn ấy cũng sẽ hướng dẫn cho hai bạn mới này, bạn ấy làm. Quan trọng là để chúng ta thứ nhất là xem trước là Antonio còn nhớ cách trồng hay không đã.
bằng này số chỗ bằng này củ đậu trồng chỗ này cũng sẽ rất là nhiều đấy, sẽ rất là nhiều đấy. Kiểu gì cũng sẽ thừa. Quán una pizza nấu tanh problem mà. Rồi, chúng ta sẽ cho từng ca một, thế này cũng hay. Dạ, Antonio, come sali? Ovo ali? Rồi, Antonio sẽ hướng dẫn cho các bạn đi. Dê rất là cẩn thận luôn đấy, dê rất cẩn thận. Namutu fundu, namutu fundu, sompo ku ya. Pasamai Antonio aki tamutu grosso. Now, dê dê về Antonio phát dê. Mete asin, asin so, asin tapaso, aki, vene. Để ra y asin so tapa asin. Ah, tá bom. Ok. Distância assim. Assim. Aqui vai mais mal, já? Mais mal. Pode passar assim. Mal assim tá muito grosso. Mais mal e passar aqui. Mal e passar aqui. Uma e meia. Ok, assim, já? Mete dois lados, já? Dois lados. Ok. Cada um acaba uma mubanga. Vamos ver quando ele já. Não deixa saque de. Muito longe não. Muito no fundo. Aquela mubanga que está um pouco fininha. Aqui, pode né? Abrir um bocado para ficar. Aqui? Yeah. Muito fundo não, já? Só sim. Pouco só. Ok. Dê làm rất là nhanh. Nhưng mà có vẻ trồng hơi dày đấy. Để xem lại, xem lại, xem nào. Thế cũng tạm được. Để xem bãi xin nhù nào. Muito do lado, já começou a aparecer aqui. Cái này là chúng ta khoảng cách trồng khoảng tầm 20 đến 25 cm đấy mọi người, 25 cm đấy. Đáng nhẽ ra là mình bảo các bạn ấy trồng đến 30 cm rồi, nhưng mà thôi để cái này là để cho các bạn làm dày dày một tí cũng được, không vấn đề gì cả. Bởi vì là mình cũng không thể nào căn chỉnh mãi được. Cái khoảng cách thế là được. Lúc đầu thì mình bảo tầm 30 thì các bạn đi tụt lại thành 20 thì cũng là cũng ấy rồi ấy. Asin tamuyo ta ke un poco de grosso. Thank you mai ya. Dedo de meio ya. Conta como dedo. Asin. Aqui 20 ne. Passa aqui de meio. Mais meio, ya. Aqui, aqui. Medo um e meio. Um passo e meio. Pode ser assim, ya. Ok, dê tá bom, dê fazer boa. Fazer dois lados, ok, meter dois lados. Được cái hai bạn này thì các bạn ấy nghe có vẻ là cũng nhanh nhẹn đấy, nhanh nhẹn. Trông có vẻ là cũng nhanh trí. Kiểm tra lại. Rồi chúng ta sẽ xem lại xem nào. Được đấy, dê chồng có vẻ cũng được.
Ok. Kiểm tra lại bay xin nhù xem nào. Rồi. Ok, có cái trông cũng vẻ cũng được đấy. Antonio thì đi nhanh hơn đấy. Rồi, thế là coi như là các bạn ý nhìn như thế này là làm cũng đã khá tốt rồi mọi người. Làm như thế này cũng khá tốt rồi. Bây giờ là mình sẽ để cho các bạn ý tự làm với nhau nhé. Còn bây giờ là mình sẽ đi về trước. Các bạn ý sẽ trồng ở đây cho đến khi nào hết thì thôi. Bởi vì là chắc là khi mà các bạn trồng hết chỗ này thì cũng đã tối rồi đấy. Mình cũng sẽ không ở đây cùng với các bạn lâu được nữa. Các bạn trồng xong ngày mai các bạn ấy sẽ cắt cỏ để các bạn lập ở đây. Mai Antonio sẽ đi lên trên thành phố sớm mọi người. Còn ở lại là có Dê và Bai Sinh Nhù, hai bạn ấy sẽ cắt cỏ để đắp lên trên này. Sáng mai Antonio sẽ hướng dẫn cho các bạn đi cắt cỏ về để đắp lên trên này. Rồi bây giờ là mình xin phép kết thúc video nhé. Antonio ơi, Bai Sinh Nhù ơi, chào mọi người đi. Ok. Ok. Chính chào mừng ngày para Vietnam, Angola. Dạ. Para Vietnam, Namit, Angola, aquí Angola, todo Angola, nos todo representado con Vietnam. Ok, tạm vâng, dạ, ok, dạ, chào nhá. Rồi, xin chào mọi người nha. Đấy, gà đang đi ở phía sau kia là đợi các bạn ấy trồng xong rồi chắc là bữa ra nữa đây. Cho nên là ngày mai chắc chắn là vẫn phải để đắp lên, chứ không gà đến đây là nó cũng chiến đấu, nó bơi hết ra đấy. Ele tinha feito uma certa, talvez que ele tinha uma temporada de pastilha, ele gritou.